chiều ngày 15 tháng 9, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vân Xuân tổ chức hội nghị tập huấn mô hình xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2023, lồng ghép truyền thông phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực cho trẻ em năm 2023 cho trên 165 học viên là phụ nữ đang có con dưới 16 tuổi trên địa bàn xã. Xã Vân Xuân hiện có 2016 trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 30,8% so với tổng dân số. Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 62, trong đó, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ là 27 trẻ em thuộc hộ nghèo 10 em, trẻ em thuộc hộ cận nghèo 10 em, trẻ em khuyết tật 15 em. Những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Ủy ban Nhân dân xã đã quán triệt sâu rộng các nội dung kế hoạch, chương trình hành động vì trẻ em, gắn các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giảng viên Nguyễn Thị Hoa, Phó khoa xây dựng Đảng trưởng chính trị tỉnh Vĩnh Phúc truyền thông về các tiêu chí, nội dung của mô hình xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, đặc biệt là về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Qua lớp tập huấn này, các học viên không chỉ được bồi dưỡng, nâng cao năng lực những kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà còn có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở cơ sở, từ đó đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian tới.